Hiệp định Thương mại châu Á-Thái Bình Dương đã đi vào giai đoạn thảo luận cuối. Trong khi đó, thì người nông dân Nhật Bản vẫn khá lo lắng về tương lai của ngành nông nghiệp nước này một khi thỏa thuận được hoàn thành. Một khi thỏa thuận TPP hoàn thành, Nhật Bản sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo lên khoảng 70.000 tấn một năm từ mức 50.000 tấn hiện tại. Điều đó đã gây ra các luồng ý kiến trái chiều từ phía người nông dân. Tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu thỏa thuận được thông qua. Nhật Bản đã sản xuất đủ gạo cho cả nước. Nếu chính phủ còn tăng nhập khẩu, thì những hộ nông dân nhỏ như chúng tôi không còn cách nào khác là phải bỏ nghề. Trong khi đó, một số người khác lại cho rằng thỏa thuận TPP sẽ là cánh cửa mở ra thêm nhiều cơ hội khác cho ngành nông nghiệp quốc gia. Thỏa thuận TPP sớm muộn gì cũng sẽ được thông qua, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi nên chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới hơn là cố gắng ngăn chặn nó. Điều đó chỉ làm lãng phí năng lượng của chúng tôi. Truyền thông địa phương cho biết, Nhật Bản đã chi gần 6.000 tỷ yên để giảm bớt các thiệt hại cho nông dân sau thỏa thuận Uruguay và dự kiến sẽ làm điều tương tự đối với thỏa thuận TPP. Các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng về hiệp định TPP đang diễn ra tại Hawaii từ giờ cho đến cuối tuần. Đây có khả năng là cuộc họp đánh dấu giai đoạn cuối của cuộc đàm phán, hứa hẹn nâng sản lượng kinh tế của các nước tham gia lên gần 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.